Kính chào quý vị khán giả, quý vị đang theo dõi chương trình Dinh dưỡng đúng và đủ được phát sóng trên kênh VTC16. Thưa quý vị, rụng tóc là bệnh khá phổ biến xảy ra ở mọi lứa tuổi. Học viện Da liễu Hoa Kỳ đã thống kê ở người bình thường, mỗi ngày rụng từ 50 đến 100 sợi và tóc mới mọc lại để thay thế số lượng tóc đã rụng. Một số trường hợp, tóc rụng nhiều hơn bình thường, mọc lại chậm hoặc không mọc nữa khiến nhiều người lo lắng. Rụng tóc có thể đến từ các nguyên nhân như là tuổi tác, di truyền, thay đổi nội tiết tố hoặc là do chế độ dinh dưỡng của chúng ta không hợp lý. Giống như các bộ phận khác trên cơ thể, tóc cũng cần được nuôi dưỡng bằng dinh dưỡng cần thiết. Tóc gãy rụng nhiều, khô sơ, hư tổn có thể là dấu hiệu cho thấy cơ thể chúng ta đang thiếu chất. Vậy rụng tóc là thiếu chất gì? Và làm thế nào để cải thiện tình trạng này? Để giải đáp những thắc mắc này, chúng tôi đã mời đến trường quay ngày hôm nay một vị khách mời quen thuộc của chương trình. Xin được giới thiệu Phó Giáo sư Tiến sĩ Bác sĩ Nguyễn Thị Lâm, Nguyên Viện Phó Viện Dinh dưỡng Quốc gia. Vâng, xin chào MC Huy Hoàng và xin chào quý khán giả đang theo dõi chương trình. Vâng, thưa quý vị khán giả, dinh dưỡng hàng ngày là yếu tố vô cùng quan trọng quyết định tới sức khỏe cũng như mái tóc của chúng ta, và đa phần dưỡng chất nuôi tóc đều đến từ nguồn dinh dưỡng mà chúng ta nạp vào cơ thể mỗi ngày. Vì vậy hãy cùng Dinh dưỡng đúng và đủ tìm hiểu xem rụng tóc là thiếu chất gì qua clip ngắn ngay sau đây. Hiện tượng tóc rụng quá nhiều có thể do thiếu những chất dinh dưỡng dưới đây. Protein. Protein hóa sừng được cho là thành phần chính cấu tạo nên tóc và cũng là tiền chất giúp sản sinh ra collagen, yếu tố giúp tóc luôn chắc, khỏe và dẻo dai. Vitamin. Vitamin C có nhiệm vụ tiêu diệt gốc tự do, đồng thời nâng cao hệ miễn dịch cho cơ thể. Khi không được cung cấp đủ loại vitamin này, tóc sẽ trở nên yếu ớt, dễ gãy bởi những tác hại từ môi trường. Vitamin E giúp tóc và da có thể giữ được độ ẩm. Vitamin A rất cần thiết để các tế bào tóc sinh trưởng và phát triển. Vitamin B7 góp sức trong quá trình cấu tạo nang tóc, giúp tóc chắc khỏe. Còn vitamin B6 có nhiệm vụ đảm bảo quá trình trao đổi chất diễn ra ở nang tóc. Khoáng chất, kẽm đóng vai trò quan trọng khi tổng hợp protein và cân bằng nội tiết tố trong cơ thể. Thiếu kẽm có thể là nguyên nhân gây rụng tóc ở cả hai giới. Sắt có chức năng quan trọng trong việc sản sinh hồng cầu, giúp quá trình vận chuyển chất dinh dưỡng đến tóc được diễn ra nhịp nhàng. Selen có nhiệm vụ bài tiết các kim loại nặng, đồng thời chống oxy hóa giúp nang tóc tránh khỏi những tác động xấu của gốc tự do. Sunfur, đây là một thành phần cấu tạo keratin của tóc, có tác dụng nuôi dưỡng và giúp tóc dài nhanh hơn. Canxi, đây là dưỡng chất không chỉ tốt cho xương khớp mà cũng rất quan trọng đối với mái tóc. Omega 3, chất axit béo này giúp duy trì độ mượt mà cho mái tóc. Nếu thiếu omega 3, tóc sẽ bị xơ rối, khô và dễ hư tổn. Vâng, chúng ta có thể nói rằng là một chế độ dinh dưỡng không đầy đủ có thể là một trong những nguyên nhân gây ra hiện tượng rụng tóc. Và câu hỏi đầu tiên chúng tôi muốn gửi tới bác sĩ Nguyễn Thị Lâm là bác sĩ có thể phân tích cụ thể hơn các nguyên nhân gây nên hiện tượng rụng tóc để quý vị khán giả có thể hiểu và có các biện pháp khắc phục phù hợp giúp cho mái tóc của chúng ta trở nên dày và bóng mượt hơn, thưa bác sĩ. Vâng, rụng tóc thì cũng có rất nhiều nguyên nhân. Chúng ta thấy rằng có những người mà gặp phải các cái stress hay là căng thẳng quá thì vấn đề cái nuôi dưỡng tóc nó cũng bị ảnh hưởng, cũng thiếu chất dinh dưỡng và rụng tóc. Hai là những bạn trẻ chúng ta thấy rằng hay bị thức khuya thì chính thức khuya nó cũng làm rối loạn nội tiết và cũng gây lên rụng tóc. Rồi chúng ta thấy rằng chị em phụ nữ mà cái sau sinh thì cũng rụng tóc rất là nhiều. Hay là phụ nữ tiền mãn kinh và mãn kinh, khi mà nội tiết tố nó giảm đi thì cái tóc nó cũng không còn mượt, còn bóng và cũng rụng tóc rất nhiều. Thế trong dinh dưỡng thì chúng ta thấy rằng rụng tóc nó liên quan cũng rất nhiều với dinh dưỡng. Ví dụ chúng ta thấy rằng chế độ ăn mà thiếu chất đạm, protein hay thiếu nhiều vi chất dinh dưỡng, ví dụ như là thiếu vitamin D là điển hình là rụng tóc, cả trẻ em, cả người lớn. Rồi thiếu kẽm, chúng ta thấy các cháu cũng hay bị rụng tóc. Và thiếu biotin là một cái loại vitamin cũng làm cho cái tóc nó mượt. Nếu chúng ta thiếu thì chúng ta cũng bị rụng tóc. Như vậy thì đứng về mặt dinh dưỡng thì chúng ta thấy rằng rất nhiều chất dinh dưỡng liên quan đến rụng tóc khi mà chế độ ăn của chúng ta thiếu á. Ngay cả ví dụ chất béo thiết yếu như là omega 3, khi chúng ta thiếu trong khẩu phần ăn thì cái tóc nó cũng không mượt và cũng bị rụng tóc ạ. Vâng, cá nhân tôi thì có một thắc mắc là không biết là có cái dấu hiệu nào để chúng ta có thể nhận biết được là việc rụng tóc là do dinh dưỡng hay là do các nguyên nhân khác, thưa bác sĩ? Thực ra nếu mà chúng ta đi khám, chúng ta xét nghiệm được thì là tốt nhất. Thế nhưng mà bác sĩ cũng có thể dựa vào các cái dấu hiệu lâm sàng, rồi hỏi, chúng tôi thường phải hỏi cả cái
chế độ ăn trong 24 giờ qua hay các cái thói quen dinh dưỡng. Ví dụ như chị em phụ nữ mang bầu, chị em phụ nữ sau sinh, khi mà mình hỏi thì cái khẩu phần ăn chị em phụ nữ không đảm bảo dinh dưỡng đối với cái thời kỳ đặc biệt đó. Ví dụ đặc biệt là chị em phụ nữ mà cho con bú, có khi các cháu bé bú hàng lít sữa một ngày nhưng bà mẹ lại không ăn chế độ ăn bồi dưỡng, rồi thiếu protein, không bổ sung vi chất dinh dưỡng. Ngay cả nhiều bà mẹ trẻ Hà Nội chúng tôi hỏi thì khi cho con bú thì chả bổ sung vi chất dinh dưỡng, thì rõ ràng là chúng ta thiếu nhiều vi chất dinh dưỡng, trong đó có vitamin D, có kẽm và nó liên quan đến rụng tóc. Thế còn với trẻ em thì chúng ta thấy rụng tóc mà thiếu vitamin D thì nó cũng rất điển hình là các cháu khi rụng tóc thì nó rối loạn chuyển hóa canxi nữa, và chúng ta thấy các cháu hay ra mối trộm mà nhiều về đêm, và chúng ta thấy rằng cái tóc nó rụng gọi là hình vành khăn, thì đấy cũng là điển hình do rụng tóc của thiếu vitamin D. Hay thiếu kẽm cũng vậy, các cháu cũng rụng tóc nhiều, tóc thì thưa, nhưng mà kèm theo đấy thì chúng ta thấy có thể cái tóc nó không rụng theo hình vành khăn, nhưng mà kèm theo đấy các bé biếng ăn này, chậm tăng trưởng chiều cao, thì chúng ta hỏi khẩu phần là hầu như mẹ không cho ăn thịt hay ăn hải sản cũng rất là ít đó, thì chúng ta cũng nghĩ nhiều đến thiếu kẽm. Vâng, thưa bác sĩ, trên thực tế thì chúng ta có thể thấy hàng ngày là có rất nhiều những người bị rụng tóc, và thậm chí khiến cho rụng quá nhiều tóc khiến cho mái tóc của chúng ta trở nên lưa thưa và thậm chí là hói, khiến cho chúng ta rất là mất tự tin trong những cái giao tiếp trong cuộc sống. Thì không biết là có cách nào để chúng ta có thể cải thiện được tình trạng này, thưa bác sĩ? Ngoài ra thì chúng ta thấy rằng một số mà các cái thuốc điều trị, đặc biệt là trong điều trị ung thư, thì nó các cái hóa chất nó cũng liên quan đến rụng tóc rất là nhiều. Thế để mà cải thiện cái chế độ ăn nói chung, dự phòng cái chế độ ăn nói chung, thì chúng ta thấy rằng chế độ ăn của chúng ta cũng vẫn phải đa dạng, đủ chất dinh dưỡng. Và chúng ta thấy rằng đặc biệt chúng ta chú trọng là như vitamin D, thì nó là một cái vitamin mà chỉ được tổng hợp dưới ánh nắng mặt trời. Thế thì những người làm việc trong môi trường không tiếp xúc hoặc ít tiếp xúc ánh nắng mặt trời, hay là mùa đông của chúng ta kéo dài, thì chúng ta cũng nguy cơ rụng tóc rất là nhiều. Không phải trẻ em đâu mà chị em phụ nữ cũng vậy, hay cả nam giới cũng vậy. Chúng ta hay bảo là mùa rụng tóc, thực ra mùa rụng tóc thì hay bắt thường xảy ra vào mùa đông, và chúng ta thấy rằng mùa đông là thiếu vitamin D, thế là chúng ta cũng rụng tóc. Hay những người chúng ta thấy rằng ăn gọi là hay ăn cái khẩu phần ăn mà không đa dạng, thì chúng ta phải ăn đa dạng, có thịt, cá, trứng, sữa. Rồi chúng ta thấy rằng những cái yếu tố mà nó liên quan đến cái tóc nó tốt á, thì nó có liên quan đến biotin. Biotin nếu có nhiều trong như là phủ tạng động vật, trong trứng, trong thịt, thế thì ai mà ăn khẩu phần ăn thiếu những cái chất đó thì chúng ta cũng bị rụng tóc. Thế thì các bạn phải ăn đa dạng thực phẩm, tức là chúng ta thay đổi thực phẩm thường xuyên và chế biến thế nào để ăn đủ chất dinh dưỡng, và đặc biệt là phòng chống các cái thiếu vi chất dinh dưỡng đặc thù mà liên quan đến rụng tóc thì chúng ta cũng nên chú ý ạ. Vâng, như từ đầu chương trình tới giờ thì tôi cá nhân tôi thì thấy rằng là bác sĩ nhấn mạnh rất là nhiều là cái việc mà khẩu phần ăn hàng ngày cũng như là dinh dưỡng thì góp phần rất là quan trọng trong cái việc là chúng ta có thể giữ được mái tóc của chúng ta khỏe đẹp hay không. Thì bác sĩ có thể phân tích là cụ thể hơn, chi tiết hơn là chúng ta cần có một chế độ dinh dưỡng như thế nào hợp lý để giảm thiểu được tình trạng rụng tóc, thưa bác sĩ? Vâng, với chế độ dinh dưỡng thì chúng ta thấy rằng chúng ta nên ăn khoảng 15-20 loại thực phẩm mỗi ngày. Và ví dụ như người trưởng thành hay là các cháu từ ngoài 10 tuổi trở lên thì chúng ta cũng thay đổi là mỗi ngày, ví dụ các bạn là phải có mỗi bữa đấy, ít nhất mỗi bữa các bạn khoảng 50-70 gram thịt hoặc cá, hoặc chúng ta ăn ít thịt hơn thì thêm miếng đậu phụ, hoặc là ăn thêm quả trứng. Rồi rau xanh chúng ta cũng phải khoảng 150-200 gram một bữa, và quả chín chúng ta cũng phải ăn khoảng 300 gram một ngày, tức là mỗi lần chúng ta ăn khoảng 100 gram. Ví dụ nó tương đương với nửa quả táo hay quả cam, quả quýt, một quả chuối, ví dụ thì là nó cũng đủ vitamin, khoáng chất và chất xơ. Thế ngoài ra thì chúng ta nhớ rằng vào mùa đông thì các bạn nên chú ý là bổ sung vitamin D cho các đối tượng khác nhau theo cái nhu cầu khuyến nghị. Ví dụ trẻ em thì dưới 1 tuổi các cháu cần 400 đơn vị quốc tế một ngày thôi, nhưng mà các mẹ nhớ mà con ấy ăn sữa ngoài, các cháu có khi là 500-700 ml sữa ngoài thì các cháu đủ D rồi, các mẹ đừng bổ sung vitamin D nữa, mà thừa vitamin D thì con cũng lại chậm tăng trưởng. Thế còn ví dụ từ 1 tuổi trở lên đến người trưởng thành thì chúng ta cần khoảng 600 đơn vị quốc tế vitamin D mỗi ngày.
hoặc là chúng ta cũng có thể dùng các cái liều cao 3 tháng, 6 tháng một lần thì hoàn toàn là dự phòng thiếu vitamin D được, và nó cũng đỡ rụng tóc đi. Rồi kẽm, chúng ta thấy rằng những ai mà ăn ít hải sản thì thường chúng ta cũng thiếu kẽm nữa, thì các bạn nhớ rằng cũng có thể nên bổ sung viên đa vi chất dinh dưỡng. Ví dụ chúng ta không cần mỗi ngày một viên, nhưng cách ngày chúng ta uống một viên đa vitamin khoáng chất mà nó phù hợp với lứa tuổi ấy, thì chúng tôi thấy nó cũng hữu ích trong dự phòng cái rụng tóc. Nhiều khi tôi cũng chỉ tư vấn là ăn đa dạng thực phẩm và bổ sung thêm cái viên đa vi chất dinh dưỡng, thì có những người đang rụng tóc rất nhiều thì cũng bảo là ô, từ hôm được tư vấn là uống viên vi chất là đỡ rụng tóc hẳn ạ. Mà không biết là có loại thực phẩm nào mà chúng ta nên hạn chế sử dụng để ngăn chặn được cái tình trạng rụng tóc hay không? Và những cái loại thực phẩm này thì nó tác động lên cơ thể của chúng ta như thế nào để có thể gây ra tình trạng rụng tóc, thưa bác sĩ? Vâng, thực ra về nguyên tắc thì về những cái thực phẩm mà chúng ta thấy ví dụ rán nướng ở nhiệt độ cao, rồi trong đấy lại có các cái chất béo chuyển hóa, và chúng ta ăn những cái thực phẩm đấy thì nó làm cho tế bào cơ thể chúng ta già hóa, và chính cái tế bào không trẻ nó cũng làm cho chúng ta ảnh hưởng các cái tế bào, trong đó có cả tế bào của các cái gọi là nang tóc thì cũng làm ảnh hưởng là chúng ta bị rụng tóc. Hay các bạn cũng không nên uống nước ngọt quá nhiều, rồi cũng không bị thừa cân béo phì, rồi thuốc lá, rồi cà phê đặc thì chúng ta cũng nên tránh, rượu bia cũng nên tránh, vì nó cũng đều ảnh hưởng đến cái chuyển hóa cơ thể nói chung, tức là làm cho các cái tế bào của chúng ta già hóa và cơ thể nó nhiều cái gốc tự do, thì chúng ta lại cần cái chế độ ăn mà giàu các cái chất chống oxy hóa. Ví dụ nó có nhiều trong các quả, các rau có màu sắc, thì chính cái chất chống oxy hóa nó cũng làm cho tế bào cơ thể chúng ta nó đỡ lão hóa đi, thì chúng ta thấy tóc nó cũng đẹp hơn ạ. Vâng, xin được cảm ơn những chia sẻ ban đầu của bác sĩ Nguyễn Thị Lâm. Thưa quý vị khán giả, chúng ta có thể thấy rằng là khi mà cơ thể không được cung cấp đầy đủ dưỡng chất cũng như là chất dinh dưỡng thì có thể gây ra những vấn đề về sức khỏe, và trong đó thì có ảnh hưởng đến mái tóc của chúng ta. Một mái tóc thiếu dưỡng chất sẽ không thể chắc khỏe và bóng mượt, và ngược lại thì nó sẽ trở nên khô sơ, dễ hư tổn và gãy rụng dù chỉ do một lực rất nhỏ mà thôi. Vậy khi thiếu dưỡng chất nên ăn gì để tóc nhanh mọc trở lại? Hãy cùng chúng tôi theo dõi ngay sau đây. Thứ nhất, cá béo, cá dầu. Các loại cá béo như cá hồi, cá trích và cá thu chứa chất dinh dưỡng thúc đẩy sự phát triển của tóc. Cá béo cung cấp axit béo omega 3, protein, selen, vitamin D3 và vitamin A giúp tóc chắc khỏe. Vì vậy hãy thường xuyên bổ sung cá béo trong chế độ ăn uống hàng ngày. Thứ hai là các loại hạt. Các loại hạt rất quan trọng cho sự phát triển của tóc, giàu chất dinh dưỡng với lượng calo tương đối ít, bao gồm vitamin E, kẽm và selen. Thứ ba là các loại đậu. Các loại đậu là nguồn protein thực vật cần thiết cho sự phát triển của tóc, cung cấp dồi dào kẽm và nhiều chất dinh dưỡng khác bao gồm sắt, biotin và folate, giúp hỗ trợ quá trình mọc và phục hồi tóc. 100g đậu đen cung cấp 14% nhu cầu kẽm hàng ngày của phụ nữ và 10% đối với nam giới. Thứ tư là các loại thịt. Thịt là thực phẩm chủ yếu trong bữa ăn hàng ngày và giàu chất dinh dưỡng hỗ trợ mọc tóc. Protein trong thịt hỗ trợ tăng trưởng, thúc đẩy mọc tóc mới và củng cố các nang tóc. Thứ năm là bơ thực vật. Bơ thực vật chứa beta-sitosterol giúp điều trị hiệu quả chứng rụng tóc ở nam giới. Thứ sáu là rau xanh. Rau xanh chứa nhiều chất dinh dưỡng cần thiết cho sự phát triển, khỏe mạnh của tóc. Hàm lượng canxi, vitamin A, vitamin B, vitamin C và sắt cao trong rau xanh, rau chân vịt giúp ngăn rụng tóc ở nữ giới. Vâng, xin được quay trở lại chương trình với những câu hỏi gửi tới bác sĩ Nguyễn Thị Lâm. Vâng, thưa bác sĩ ạ, như bác sĩ cũng đã phân tích là khi mà chúng ta thay đổi nội tiết tố và thiếu hụt collagen là một trong những nguyên nhân chính không chỉ khiến cho làn da của chúng ta nhăn nheo chảy xệ mà còn gây ra hiện tượng rụng tóc nữa. Vậy có phải bổ sung collagen cũng là một biện pháp ngăn ngừa hiện tượng rụng tóc không? Và chúng ta nên bổ sung như thế nào là đúng là đủ, thưa bác sĩ? Thực ra collagen thì bản chất nó cũng là protein, một dạng protein đặc thù mà chúng ta thấy rằng không những nó tốt cho làn da, cho mái tóc và nó cũng là tốt cho xương khớp nữa. Thì chúng ta thấy rằng ví dụ như là bên cạnh cái chế độ ăn mà đa dạng đủ chất dinh dưỡng thì collagen nó cũng là có một cái cấu trúc các cái axit amin nó phù hợp mà để mà khi chúng ta uống vào thì cơ thể nó tổng hợp, tăng cái tổng hợp collagen đi. Và collagen nó đến được cái tổ chức của tóc
và nó làm cho tóc bóng mượt đi. Và chúng ta thấy rằng uống, ví dụ các bạn có điều kiện thì cũng bổ sung những cái chế phẩm collagen, có thể nó dao động từ 50 đến khoảng 200mg collagen mỗi ngày, thì nó có thể có dạng nước, dạng viên, dạng bột cũng rất là tốt. Thực ra chị em phụ nữ thì có điều kiện thì chúng ta thấy rằng uống được collagen thì gọi là trắng da, dài tóc và tóc nó cũng bóng mượt, cái làn da nó cũng sáng bóng và cái lếp nhăn nó cũng đỡ hơn. Vâng, trong phần đầu của chương trình thì của tôi cũng để ý rằng là bác sĩ Nguyễn Thị Lâm có nhấn mạnh là một trong những cái đối tượng mà rất dễ gặp phải tình trạng rụng tóc chính là phụ nữ sau sinh ạ. Phụ nữ bị rụng tóc sau sinh là trường hợp cực kỳ là phổ biến. Sau sinh thì chị em thường phải đối mặt với tình trạng rụng tóc như mưa, nhiều người đã miêu tả như vậy ạ. Khảo sát tại Việt Nam về những khó khăn thường gặp ở phụ nữ sau sinh thì tới 80-90% phụ nữ đều bị rụng tóc nhiều sau khi mà sinh. Đối diện với mái tóc lưa thưa khiến chị em không khỏi xót xa và rất là lo lắng. Thì bác sĩ có thể phân tích là đâu là nguyên nhân gây ra chứng phụ nữ sau sinh bị rụng tóc như vừa rồi ạ? Vâng, phụ nữ sau sinh thì chúng tôi cũng về một khía cạnh dinh dưỡng thì cũng nghĩ nhiều, là thấy nhiều rằng qua cái phỏng vấn khẩu phần ăn cũng như thói quen dinh dưỡng thì thấy liên quan nhiều là cái chế độ ăn của bà mẹ là chưa đủ cái chế độ ăn bổ dưỡng. Bởi vì đặc biệt chị em phụ nữ thì cứ sợ béo, thế là sau sinh chúng ta lại ăn hạn chế, và hạn chế thì không đúng cách. Ví dụ chúng ta có thể hạn chế năng lượng từ chất bột đường, từ chất béo, nhưng các bạn phải ăn đủ đạm. Thì chính là cái đủ đạm nó vừa cho đảm bảo cái protein cho tiết sữa và nó không làm cho mất cái protein, mà thiếu protein trong khẩu phần ăn thì cái tóc nó cũng bị ảnh hưởng. Và đặc biệt phụ nữ sau sinh thì chúng ta biết rằng tiết rất nhiều sữa thì nhiều vi chất dinh dưỡng nó phải ra theo sữa mẹ. Ví dụ chúng ta thấy rằng vitamin D, vitamin A, sắt, kẽm, rồi các vi chất khác như biotin thì nó cũng vẫn phải ra trong theo sữa mẹ để đáp ứng cái nhu cầu dinh dưỡng cho em bé. Thế thì bà mẹ lại không biết cách, là chúng ta lại không chịu bổ sung các cái chế phẩm viên đa vi chất dinh dưỡng bà bầu, và kèm theo đấy chế độ ăn thiếu đạm. Thế nếu chúng ta được bổ sung collagen, được bổ sung viên đa vi chất dinh dưỡng thì tôi tin rằng sẽ ngăn ngừa cái rụng tóc cho chị em, và chị em vẫn nên kết hợp với tập luyện thể dục thể thao thì chúng ta vừa vẫn giữ được dáng và lại tóc thì đẹp và làn da cũng vẫn là đẹp. Vâng, như bác sĩ cũng đã phân tích là việc thiếu đa vi chất dinh dưỡng thì sẽ khiến cho chị em sau sinh thì sẽ gặp phải tình trạng rụng tóc, và chúng ta cần phải bổ sung dinh dưỡng như thế nào. Bác sĩ có thể tư vấn một cái thực đơn cụ thể chẳng hạn cho các chị em ạ? Vâng, thực đơn cụ thể của chị em thì tôi nghĩ là sáng ra thì bà mẹ cũng có thể là ăn cháo, ăn mì hoặc ăn phở, nhưng mà tôi khuyên là chúng ta lên uống thêm một cái cốc sữa chuyên biệt cho bà bầu. Thế nếu mà chị em nào chẳng may lại có trong quá trình mang thai bị đường máu cao thì lúc này chúng ta không uống sữa bầu mà chúng ta uống sữa chuyên biệt cho bệnh nhân đái tháo đường. Thế thì đến giữa buổi thì chị em cũng có thể là uống cốc sinh tố hoặc là ăn hoa quả, và đến trưa thì chúng ta ăn cơm. Ví dụ mỗi bữa chị em cũng ăn 2 lần sấy cơm, và ví dụ chị em cũng có thể ăn xung quanh khoảng 100g thịt hoặc cá, kèm thêm một quả trứng hoặc là 2 bìa đậu mơ, rồi rau xanh chúng ta cũng ăn 2 nâng bát. Và khi đến buổi chiều ngủ dậy thì các mẹ có thể uống thêm một cốc sữa nữa. Và buổi chiều tối thì các mẹ ăn cái bữa giống như bữa trưa. Và bên cạnh đó thì chúng tôi khuyên là cái nhu cầu đa vi chất đã đành rồi thì chúng ta uống thêm một cái viên đa vi chất dinh dưỡng cho bà bầu hoặc cho phụ nữ sau sinh, thì chúng ta uống vào cái thời điểm mà ví dụ sau bữa phụ của buổi chiều thì tốt. Và cái nhu cầu canxi của chị em phụ nữ mà sau sinh cũng là 1300mg mỗi ngày. Thế thì ngay cả chúng ta thiếu canxi thì cái tóc nó cũng bị rụng, và không kể chị em còn nhớ quên định làm cái gì là nó bị lãng quên, bởi vì canxi nó cũng tham gia vào cái dẫn truyền thần kinh á. Thì chị em nên là ngoài uống 2 cốc sữa, chị em nên bổ sung thêm 1-2 viên canxi, và chúng ta nên uống vào buổi sáng. Thì trong suốt ngày thì cái canxi nó được hấp thu và chuyển hóa, thì chúng ta cũng nên uống thêm nhiều nước nữa, thì nó vừa tiết sữa tốt và nó không sợ lắng đọng canxi ở thận nữa. Thì thường là chúng tôi bao giờ chúng tôi cũng phải khuyên là uống canxi, uống viên đa vi chất và chế độ ăn bổ dưỡng, và một ngày thì có ít nhất là 2 cốc sữa nữa. Vâng, trong thực tế thường ngày thì tôi cũng có trò chuyện với các chị em sau sinh thì cũng có phản ánh là các bà mẹ khi mà cho con bú thì rất ngại đưa những cái thực phẩm chức năng hay là những cái loại thuốc vào trong cơ thể của mình.
và lo ngại rằng là sẽ ảnh hưởng đến chất lượng sữa và tác động đến em bé. Thì không biết là bác sĩ có thể phân tích một chút là với những cái viên đa vi chất dinh dưỡng như bác sĩ vừa mới chia sẻ thì liệu rằng có tác động đến sức khỏe của mẹ và bé hay không để các chị em đỡ lo lắng ạ? Không, những cái viên này thực ra là rất tốt, chúng ta không sợ, là đây nó là thực phẩm bổ sung, thực phẩm nâng cao sức khỏe, và bản chất là cái nhu cầu dinh dưỡng của phụ nữ sau sinh á, thì cho con bú thì cái nhu cầu rất là cao, cao gấp rưỡi so với cái phụ nữ mà thời kỳ không mang thai, không cho con bú. Thế thì chúng ta bổ sung là tốt và không sợ ảnh hưởng đến gọi là không sợ ảnh hưởng xấu đến sức khỏe mẹ bé, mà nó ảnh hưởng tốt đến sức khỏe mẹ và bé. Và các cái thành phần vi chất dinh dưỡng trong sữa mẹ nó mới đủ được. Thế thì chúng tôi cũng đã làm nghiên cứu, những bà mẹ Việt Nam được xét nghiệm sữa mẹ so với những bà mẹ của Nhật cũng xét nghiệm sữa mẹ, thì sữa mẹ của bà mẹ Việt Nam, đặc biệt các vùng nông thôn, thì thiếu rất nhiều vi chất dinh dưỡng, bao gồm cả sắt, cả kẽm, cả acid folic, rồi omega 3, DHA đó. Thì chúng ta thấy rằng đấy là bản chất là do cái khẩu phần ăn của mình thiếu và lại không được bổ sung cái viên đa vi chất dinh dưỡng. Thế còn bà mẹ Nhật thì cái kiến thức dinh dưỡng họ rất tốt, họ cũng ăn đa dạng thực phẩm, rồi nhất là người Nhật họ hay ăn tảo biển, cũng nhiều chất dinh dưỡng, và đương nhiên họ phải bổ sung các cái chế phẩm đa vi chất dinh dưỡng. Và nhiều bà mẹ thì có điều kiện thì chúng ta thấy bổ sung collagen cũng là tốt ạ. Vâng, bên ngoài chế độ dinh dưỡng hợp lý thì tôi cũng thấy bác sĩ Nguyễn Thị Lâm có nhắc tới vấn đề là chúng ta phải luyện tập thể dục thể thao hàng ngày với các bà bầu sau sinh để có thể là giữ được cái mái tóc của mình nó chắc khỏe hơn. Thì bác sĩ có thể phân tích một chút là cái việc chúng ta luyện tập thể dục thể thao hàng ngày thì nó sẽ giúp ích như thế nào trong việc là chúng ta bảo vệ được mái tóc của mình? Vâng, khi mà chị em phụ nữ chúng ta thấy rằng sau sinh thì chúng ta được luyện tập thể dục thể thao á, thì chúng ta ví dụ thường sau sinh trong vòng một tuần thì chị em cũng đi lại làm các công việc chăm sóc con, rồi việc nhẹ trong gia đình. Thế sau khoảng một tháng thì chúng ta cũng có thể tập nhẹ nhàng, và chúng ta thấy rằng khi mà các cái tử cung hay là cơ thành bụng nó cũng đã ổn định rồi, hoặc là những người sau mổ mà chúng ta thấy các vết mổ nó ổn định rồi thì chúng ta cũng tập nhẹ nhàng thôi, và chúng ta tăng dần cái mức độ tập khoảng 30-45 phút một ngày, thì chúng ta thấy rằng nó cũng góp phần là chị em tự tin, rồi cũng đỡ thừa cân béo phì. Và chúng ta thấy rằng như vậy thì chúng ta cũng giảm cái stress sau sinh. Nhiều người chăm con rồi mất ngủ, nó giảm được cái stress sau sinh thì chính nó cũng ngăn ngừa cái rụng tóc tốt, và chúng ta lại vui vẻ, chúng ta ăn uống đầy đủ thì nó càng tốt cho mái tóc ạ. Vâng, thưa bác sĩ Nguyễn Thị Lâm, một câu chuyện cũ nhưng mà đến thời điểm này thì vẫn đang mang rất nhiều tính thời sự, đó là nhiều người phản ánh là sau khi mà chúng ta mắc Covid-19 thì nhiều người lo ngại và phản ánh về cái tình trạng là mái tóc của chúng ta đối diện với cái tình trạng đó là sơ xác này, rụng nhiều và không còn được bóng mượt như trước nữa. Vậy bác sĩ có thể phân tích là nguyên nhân nào dẫn đến người bệnh bị rụng tóc sau khi mắc Covid-19, và để có mái tóc trở nên bóng mượt trở lại thì chế độ dinh dưỡng của người bệnh nhân mà sau khi mắc Covid-19 có khác gì người bình thường không thưa bác sĩ? Thực ra thì sau mắc Covid-19 thì chúng ta thấy cũng tùy mức độ nhẹ hoặc nặng. Nhưng với những người bình thường thì nó có thể là nó thoáng qua, nó chỉ như là viêm họng trong vòng độ một tuần. Thì chúng ta nếu mà khỏe mạnh, chúng ta ăn uống được thì nó cũng hồi phục nhanh. Nhưng với những người có cái thể trạng kém, đang có cái tình trạng miễn dịch kém thì chúng ta biết rằng nó cũng để lại những cái hậu quả về cái suy giảm miễn dịch rất là nhiều. Và chúng ta biết rằng trong cái thời gian mắc Covid thì người ta thấy cũng thiếu nhiều vi chất dinh dưỡng xảy ra, như vitamin D, như kẽm, hay là chúng ta thấy rằng là nó giảm cái cảm giác thèm ăn, làm chúng ta ăn ít đi. Không kể là sau nhiễm Covid thì chúng ta dễ bị viêm họng, dễ bị viêm phế quản, viêm phổi. Và chính những cái điều này nó làm cho là ăn không ngon miệng và khẩu phần ăn thiếu chất dinh dưỡng. Thế thì với những người mắc Covid thì chúng ta phải có cái chế độ chăm sóc. Ví dụ như chúng tôi thường, chúng tôi cũng ngoài chế độ ăn là chúng ta chế biến, ví dụ sau mắc Covid chế biến mềm lỏng, ví dụ ăn cháo, ăn phở để cho dễ ăn. Rồi khẩu phần ăn cũng vẫn phải đa dạng, thêm nhiều quả chín để nhiều các cái vitamin như vitamin C và các cái chất chống oxy hóa trong đó nữa. Và kèm theo đấy thì vẫn khuyên là nên bổ sung vitamin D và chế phẩm đa vi chất dinh dưỡng, bởi vì chính những yếu tố này nó giúp nâng cao miễn dịch và giúp cái người sau mắc Covid là ăn ngon miệng hơn. Không kể là nếu mà ăn kém quá thì chúng ta bổ sung thêm các enzyme tiêu hóa
gọi là giai đoạn ngắn thôi, bổ sung độ 15-20 ngày. Cái enzyme tiêu hóa, ví dụ người lớn thì uống cũng, hoặc trẻ lớn uống ngày 2 lần, mỗi lần một viên hoặc một gói chẳng hạn. Thế thì các cái chế phẩm enzyme nó hỗ trợ, nó kích thích ăn ngon miệng và hấp thu tốt để chúng ta dần dần phục hồi và nó vượt qua cái giai đoạn mà sụt cân đi. Và với một số người có rối loạn tiêu hóa nữa thì chúng ta lại cũng biếng ăn, chúng ta kết hợp bổ sung thêm lợi khuẩn probiotic, chính nó cũng giúp nâng cao miễn dịch và cái hệ tiêu hóa nó cũng khỏe mạnh và sau một thời gian thì sẽ hồi phục sức khỏe. Và như vậy thì chúng ta thấy rằng sau COVID thì cái người bị nhiễm COVID, tức là chúng ta đòi hỏi là chăm sóc sức khỏe, tức là chi tiết hơn theo từng cá nhân và cái khẩu phần ăn thì chúng ta phải chú ý cũng như là phòng chống thiếu vi chất dinh dưỡng. Thế còn với những người khỏe mạnh thì chúng ta chỉ cần ăn đa dạng thực phẩm thì chúng ta cũng đã đủ chất dinh dưỡng rồi, tương đối đủ chất dinh dưỡng rồi. Vâng, trong phần đầu của chương trình thì tôi cũng có để ý là bác sĩ Nguyễn Thị Lâm có nhắc đến việc là một bộ phận giới trẻ hiện nay thì có thói quen là thức quá khuya, hoặc là giới văn phòng hay là người lớn làm việc quá sức và cũng làm việc về đêm nhiều thì cũng có thể là gây ra cái tình trạng là rụng tóc ở chúng ta. Thì không biết là bác sĩ có thể phân tích là cụ thể hơn là vai trò của giấc ngủ đối với việc chúng ta bảo vệ mái tóc của mình là như thế nào thưa bác sĩ? Vâng, với giới trẻ thì hoặc một số ngay cả học sinh cũng hay thức khuya, thì chúng ta khi mà thức khuya đấy thì nó gây ra cái tình trạng là rối loạn nội tiết, và người ta thấy rằng, người ta nghiên cứu và nó thấy tăng cái là dihydro mà testosterone, tức là cái hormone này DHM này nó tăng lên, và chính cái rối loạn hormone này nó làm cho cái năng lông tóc nó cũng bị ảnh hưởng, nó bị dần dần nó co thắt lại, những cái nội tiết tố này nó bám vào cái chân của năng lông tóc thì làm cản trở cho các cái dưỡng chất mà nó đến để nuôi cái năng tóc nó bị giảm đi, và dần dần thì chúng ta thấy rằng như vậy là cái tóc nó bị ảnh hưởng cái nuôi dưỡng và cái tóc nó sẽ yếu và nó sẽ rụng đi. Cho nên chúng ta thấy rằng việc mà thức khuya thì chúng ta không nên, ví dụ như những người trưởng thành chúng ta cũng phải ngủ khoảng ít nhất được khoảng 7 tiếng một ngày. Đương nhiên những người già thì cũng có khi ngủ ít hơn khoảng 6 tiếng, nhưng mà thanh niên thì cứ ít nhất 7 tiếng một ngày hoặc được 8 tiếng thì tốt, để chúng ta thấy rằng cái tế bào thần kinh nó cũng được phục hồi. Cái hệ thần kinh được phục hồi trong cái thời gian chúng ta nghỉ ngơi để nó tiếp nhận các cái chất dinh dưỡng, nó phục hồi và ngay cả cái làn tóc của chúng ta nó cũng không bị ảnh hưởng. Vâng thưa bác sĩ ạ, có nhiều người cũng có phàn nàn là để cái tình trạng rụng tóc nó xảy ra quá lâu và dần dần thì dẫn đến cái tình trạng là gần như là bị hói rồi. Thì liệu rằng với những cái tình huống như thế này thì chúng ta có cái biện pháp nào để có thể can thiệp, để có thể cải thiện được tình trạng hay không thưa bác sĩ? Thực ra với những người đã hói thì chúng ta biết rằng nó hiện nay thì nó cũng ngoài chế độ ăn mà chúng ta thấy gọi là lành mạnh, hợp lý, thì người ta cũng có các cái chế phẩm bổ sung, giống như là đa phần thì nó cũng là liên quan đến các vi chất dinh dưỡng, collagen, biotin, rồi các vi chất dinh dưỡng như là D, là vitamin A, là kẽm có trong đấy. Thì chúng ta thấy rằng cũng có một số người thì cái tóc nó khi đủ chất thì cái tóc nó cũng lại mọc trở lại tốt ạ. Vâng, xin được cảm ơn những chia sẻ hữu ích vừa rồi của bác sĩ Nguyễn Thị Lâm. Vâng thưa quý vị khán giả, ngoài việc thay đổi chế độ ăn uống, những thay đổi trong lối sống, chế độ sinh hoạt phù hợp có thể giúp làm chậm hoặc là ngăn chặn tình trạng rụng tóc. Và sau đây là một số phương pháp giúp làm chậm quá trình rụng tóc mà quý vị khán giả có thể tham khảo. Mời quý vị cùng theo dõi. Xây dựng chế độ dinh dưỡng hợp lý, bổ sung đầy đủ thực phẩm giàu chất dinh dưỡng như protein, axit béo omega 3, vitamin E, vitamin C, biotin, folate và các vitamin B khác để giúp hỗ trợ mọc tóc, ăn cân bằng trái cây, rau ngũ cốc nguyên hạt, chất chống oxy hóa và chất béo lành mạnh. Xây dựng chế độ sinh hoạt phù hợp. Hãy tìm cách giảm bớt và kiểm soát căng thẳng để giúp ngăn ngừa rụng tóc. Các biện pháp như ngủ đủ giấc, thiền, tập thở sâu, nghe nhạc, đi bộ, tập yoga, trò chuyện với người khác hoặc các sở thích riêng sẽ giảm được trạng thái căng thẳng. Chăm sóc tóc đúng cách, hạn chế sử dụng các dụng cụ tạo kiểu tóc bằng nhiệt để tránh làm hỏng tóc. Nếu sử dụng, hãy dùng thêm sản phẩm bảo vệ tóc. Hạn chế tác động từ hóa chất tác động mạnh lên tóc. Những người sử dụng máy sấy, máy duỗi, máy uốn tóc, uốn nhuộm có nhiều khả năng bị hư tổn, sơ chảy ngọn và gãy rụng hơn. Thưa quý vị, hy vọng rằng sau 30 phút của chương trình ngày hôm nay, quý vị khán giả đã có thể hiểu rõ hơn về nguyên nhân gây ra hiện tượng rụng tóc và các giải pháp dinh dưỡng đúng cách giúp chúng ta có một mái tóc khỏe đẹp.
Và một lần nữa xin được cảm ơn bác sĩ Nguyễn Thị Lâm đã tham gia chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.